Các cô, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các cô cách để mà tách phông nền trong phần trong app CapCut, để mình đưa clip vào tách phông nền trong app CapCut và để làm sao mình có thể sử dụng cái video mà mình đã tách đó sử dụng được bên trong phần mềm Filmora để mình biên tập tiếp tục. Rồi đầu tiên mình sẽ vào app CapCut. Rồi nhé các cô. Bây giờ mình sẽ bấm vào dự án mới. Rồi mình sẽ chọn video mà mình muốn tách, mình bấm vào thêm. Rồi tới đây thì các cô bấm vào chỉnh sửa ở dưới góc này các cô, chỉnh sửa. Rồi khi tới chỉnh sửa thì mình sẽ thấy ở giữa có chữ xóa nền đấy các cô, kéo qua bấm vào xóa nền. Rồi đã xóa nền, tại vì mình đã xóa trước cho nên bây giờ nó đã lưu sẵn. Còn các cô đợi cho đến khi nó xóa nền 100% là ok. Rồi bây giờ mình phải tìm một cái phông màu xanh lá cây để đưa vào bên sau, đằng sau, rồi mình xuất cái video này, rồi mình mới đưa cái video này vào trong phần mềm Filmora, rồi mình tách tiếp bên trong đó cái nền xanh ra là xong. Đấy các cô, tại vì các cô không làm được là vì còn giữ lại cái nền đen. Các cô tách nền đen này thì sẽ bị dính vào tóc nè, dính vào áo của mình màu đen nè, đó. Rồi bây giờ mình lên Google, mình tìm phông xanh. Đấy các cô. Rồi mình thấy một vài phông xanh, ok đây. Mình bấm lưu về, lưu hình ảnh. Rồi đã lưu hình ảnh vào trong rồi. Bây giờ mình vào lại app CapCut. Rồi bây giờ các cô mình sẽ làm sao? Mình sẽ bấm lui nè. Rồi cho tới khi mình bấm chữ để coi, bộ lọc, không phải bộ lọc đâu, hiệu ứng. Đây các cô, bản vẽ nhé các cô. Đấy các cô kéo qua cái khúc cuối, gần cuối cuối nhé các cô. Đây, đây không phải cái này, bản vẽ. Các cô vào bản vẽ, bấm vào. Rồi các cô nhìn thấy chữ phông nền không? Hoặc là màu sắc này. Đấy, không như mình cứ lấy phông nền với cho chắc, mình không lấy đúng màu á. Đây phông nền các cô. Rồi đây, đây là các phông nền đó. Các cô mà muốn làm trực tiếp trên này luôn thì các cô gắn phông nền này đó. Nhưng mà nó sao mình không có chủ động được cái phông nền sau cho nó động đẹp. Đấy các cô. Thì bây giờ đây, các cô bấm vào cái nút đầu tiên. Đó, việc cái đầu tiên đó là thêm hình ảnh. Rồi bây giờ mình chọn vào cái màu xanh, phông xanh mình đã lấy. Rồi mình dùng hai ngón tay, lộn rồi, mình hai ngón tay mình kéo vào sau chứ sao lại kéo này. Đó, ấy bấm lại coi. Rồi, sử dụng hai ngón tay để mà phóng to ra này. Không phải phóng người mình. Để coi đâu rồi. Kéo ở sau các cô. Đấy. Mình chưa có kéo được sau này. Đây là thay đổi kích cỡ này. Cô cứ cầm kéo làm sao đó cho nó hợp lý nha. Màu xanh ấy. Rồi mình xem thử coi có phóng to ra không. Hoặc là các cô tìm cái xanh nào màu ngang đi. Đấy. Rồi cái này không kéo vô được. Hoặc đây các cô cầm kéo vô trong này cũng được. Xin chào các cô. Xin rồi anh nha. Đây đây đây, ấy không phải. Rồi. Để mình xem thử nhá. Thôi để mình ok, mình ok, mình ra thử này. Rồi được rồi. Đó là cái nền. Bản vẽ. Rồi. Đây đây, không thôi thì các cô vào đây đi các cô ạ. Nhưng cái này không có màu xanh. Đây, không có màu xanh kia, không có màu xanh kia. Không được cô. Cái này không có màu xanh lá cây. Phải màu xanh lá cây nó mới dễ cô, hoặc là đây cũng được. Đó. Nhưng mà tốt nhất là màu xanh lá cây các cô ạ.
để mà mình đã làm rồi mình để không có bị trục trặc cho nó mất công. Đấy. Cái này cũng được, ok này, cái này cũng được. À, xin chào các cô. Tại vì gắn vô trước nó lại. Cái này nè. Đấy. À, để thay đổi kích cỡ video. Đây, mình biểu mình kéo lên đây đi. Rồi. Rồi sao kéo cái sao này, hoặc là cô tìm đi phong màu xanh. Nhiều khi mình không làm kịp thì thôi mình bỏ nó qua các cô đây. Mình bỏ qua nó đi cho nó nhanh. Rồi mình tìm cái khác. Đây. Mình tìm cái đây, mình tìm cái khác. Còn bao nhiêu thứ, còn bao nhiêu mà lo gì. Đó, để mình không có bị mất giờ các cô. Đó, rồi. Mình vô mình. Đây, mình vô mình thay cái khác. Đó. Đây. Đấy các cô. Đó, mình thay cái khác. Rồi, sau khi xong rồi đó, phải như vậy đó. Rồi các cô vô kia mình mới tách phong xanh ra, phong màu xanh ra, đó. Rồi bây giờ mình xuất nè, các cô bấm thấy cái nút màu tên đi lên không? Bấm vô xuất. Đấy, bây giờ mình xuất. Khi xuất ra rồi thì các cô có được hai video, một video gốc và một video màu xanh giống mình đã dạy các cô đấy. Rồi, lúc đó thì bây giờ các cô mới lấy cái này, lấy video màu xanh, phong xanh này gắn vào và tiếp tục làm theo như gì hôm qua mình đã dạy nhé. Rồi, chào các cô.